Chào các bạn nha, Happy Gamer đây. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với thế giới trái cây nha. Ý mình là Love Food các bạn ơi. Đúng vậy, trong ngày hôm nay mình sẽ trở thành một vị thần có thương cho các bạn xem. Nếu như các bạn có theo dõi cái hành trình lấy God của mình thì các bạn cũng biết rằng là mình đã chờ đợi cái ngày hôm nay lâu lắm rồi. Và mình biết các bạn cũng giống như mình thôi, tại vì các bạn bình luận yêu cầu mình lấy cái God của mình quá trời luôn. Thế thì mình phải chịu theo các bạn thôi chứ sao giờ? Vì các bạn là fan cứng của mình mà đúng không? Thế thì các bạn phải giúp cho mình một like nha. Và mình cũng không muốn thấy cái này nữa đâu các bạn ơi. Tỷ lệ người chưa bấm đăng ký kênh của mình nó quá là cao. Tại sao là như vậy? Mình rất là ghét cái này. Cho nên các bạn là fan chùa hay là người mới đi nữa thì cũng đừng quên là bấm đăng ký kênh nha, bấm một cái chuông cái bên nữa, vì là mình đều ra video mới vào lúc 6 giờ chiều mỗi ngày, bạn sẽ nhận được thông báo đầu tiên thôi. Còn bây giờ thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục tới với ngày 20 trong cái thế giới trái cây nha các bạn ơi. Và trong ngày hôm nay á, mình sẽ trở thành một cái vị thần võ thuật. Đúng vậy, mình sẽ luyện tập để mình lấy được cái gót của mình nha. Mà muốn lấy gót của mình á thì nó không hề dễ tí nào đâu. Chúng ta phải hành thạo được 5 loại võ công khác nhau, mà 5 cái loại đó phải lên được 400 mastery. Hiện tại thì mình đang có cái lông chảo cũng gần được 400 rồi, mà nó vẫn chưa hết đâu các bạn ơi. Chúng ta còn phải khoan nguyên liệu nữa. Quẩy cọc là 5 cái đúng không? Mình cần 10 vảy rồng với 10 nước mắt thần bí, 20 cái đuôi cá với 20 quặng nham thạch. Đuôi cá đi, nước mắt thần bí là anh đủ rồi nè. Mình chỉ còn thiếu 5 vảy rồng với lại là 10 nguyên thạch nhung nham nữa thôi là ok, mình đã đạt đủ điều kiện rồi. Mình còn phải thêm 5.000 F và 5 triệu belly nữa các bạn ơi. Ui quá nhiều thứ luôn. Rồi bây giờ thì mình phải đi reset là chỉ số rồi đã. Oh shit, let's go. Gặp cái anh đầu sọ nè, nói chuyện với anh ấy nè. Anh ấy sẽ lấy của mình 2.000 F các bạn ơi. Trời ơi, mình đã đốt bao nhiêu F cho anh này rồi mình cũng không biết luôn. Mình sẽ tăng vô tất cả vô cái melee của mình nè, phòng thủ nè, còn lại thì cho vô chết quỷ đi ha. Như này nó quá đẹp rồi. Rồi giờ mình đi farm vảy rồng trước đi. Vảy rồng là cái khó farm nhất đúng không? Đúng rồi anh. Rồi ok, let's go. Đi em ơi. Đi em. Đã tới nè, bây giờ mình phải đánh cái gì thì mới ra được cái bể rồng em. Xuống đây anh. Xuống đây. Dưới hả? Mấy cái chị Dragon Crew Warrior nè anh. À mấy chị này đúng không? Đúng rồi. Sao mấy chị này xám xịt ta chết rồi. Thôi hơi kỳ nha. Rồi ok, vô đập mấy chị nè. Đấy. Hồi trước là mình cũng đã đánh mấy chị này rồi cho nên mình có sẵn 5 cái rồi. Tỷ lệ ra bảy rồng rất là khó luôn, mình phải kiên trì một xíu. Kiên trì đi. Ôi, ra được bảy rồng nè, let's go. Vì sao mấy hai chị mà ra được một bảy rồng rồi. Oh my god, nhân phẩm thật tuyệt vời. Rồi hai đứa chia nhau vụ lại farm vô dễ nha. Ok anh ạ. Ở trên núi nhiều hơn à. Trên núi nhiều hơn hả? Mấy chị này nè đúng không? Đúng rồi. Ok anh. Mấy chị này cũng ra bảy rồng ư? Rồi lông giả 399 rồi. Rồi, 400 nè. Trời ơi, quẩy gồng được nhiêu rồi? 8 anh. 8 thôi, melee nào mình chưa 400 đâu, để anh qua lấy anh farm tiếp. Hình như là character người cá anh. Ok, đây đúng không? Đúng rồi, thằng đó. Nó đã hơn 400 rồi em ơi. Oh no. Ok, Death Step thì cũng 400 rồi. Đúng rồi. Chỉ là chỉ còn Superhuman. Đúng rồi, Superhuman thôi. Siêu võ thuật 380. Giờ cố farm này lên 400 nè. Thêm 2 bảy gồng nữa là mình còn đi farm dung nham. Let's go. Đúng rồi anh, nham thạch. Tiếp tục farm thôi. Yeah. Mua này. Ok anh ơi. Yo, tức farm vảy rồng không khó như anh nghĩ ta. Nhưng mà nó đúng được gọi anh. Là farm khó nhất trong 4 rồi đúng không? Đúng rồi anh. Hai cái này không cần phải farm thì mình đã dư rồi. Bây giờ mình chỉ cần farm dung nham thôi. Mà muốn farm dung nham thì mình phải C1 hoặc C2. Hai C đó thì thằng C nào dễ nhất? Theo em thì C1 dễ nhất anh. Ok, giờ C1 em ơi. Đi. Ok, đi. À muốn về C1 là mình phải nói chuyện như này. Đúng rồi anh. Quay về C2 thôi. Rồi bây giờ anh qua C2 nè, giờ muốn về C1 là nói chuyện như nào vậy? Nói chuyện y chang thằng cũ anh. Thằng này hả? Mày. Rồi ok, nói chuyện. Let's go. Oh shit, anh qua xếp vào thường luôn rồi. Oh my god. Oh shit. Không sao, anh sẽ quay lại xem VIP của mình. Oh my god, đã bắt đầu luôn. Wow, ký ức của tôi. Ủa vời rồi. Bây giờ muốn farm dung nham là mình phải qua đảo của thằng Akanu đúng không? Rồi đúng rồi anh, đúng rồi. Đúng luôn. Rồi đi thôi. Đúng xác. Tới được rồi nè. Oh shit, xíu thì chết luôn à. Bây giờ là thằng nào trong cái đảo này mình cũng nó cũng ra dung nham mà đúng không? Dạ đúng rồi anh. Ok, mấy này anh phun hai cục nước miếng nó chết rồi. Mấy anh ở dưới này cũng ra mà đúng không? Dạ đúng rồi anh. Ây à, cái hượng nhân nguyện của anh lên được 3 cấp rồi đó, vẫn chưa ra được cái miếng nào luôn. Wow. Ôi trời ơi, bây giờ mới ra, oh my god. Pha từ sáng tới luôn, giờ mới ra được một cục à. Không sao, cố lên. Còn thiếu một cục nữa thôi đâu. Rồi, tính ra mastery anh lên 393 luôn rồi nè. Wow. Oh shit, let's go. 20 nhung nham rồi. Wow. Rồi như vậy là chúng ta đã có tất cả nguyên liệu rồi đúng không? Bảy rồng dạ, nè, nhung nham nè. À, nhưng mà hai cái này nếu mà anh muốn farm thì nó sẽ farm ở đâu vậy mấy đứa? Dạ, nước mắt thần bí thì mình qua C2 anh. Ok, qua C2 để anh xem farm ở đâu cái. Đấy. Còn đuôi cá thì vẫn có ở C1 luôn anh. À, đuôi cá là farm mấy anh dưới đảo dưới nước đúng không? Dạ đúng rồi anh, dưới thủy cung anh. À, dưới thủy cung đúng rồi. Ok, anh biết mà anh đó rồi. Nó nằm sau ngôi nhà màu vàng anh. Ok, đã thấy. Nó vậy có. Let's go.
Rồi giờ C2 rồi nè. Đâu dẫn anh qua cái chỗ farm nước mắt thần bí xem. À cái đảo này hả? Đúng rồi anh. À, trong quá khứ của mình là mình học võ công người cá ở đây nè đúng không? Đúng rồi, đúng. Trong quá trình tới là mình cũng đã farm được đủ nguyên liệu rồi, hơn 20 cái nước mắt thần bí luôn. Còn đuôi cá này hình như C3 nó cũng có mà, nhưng mà nó lâu đúng không? Đúng cho rồi, nên anh. Là đuôi cá hầu như là mấy bạn sẽ dời C1 xuống cái đảo thiệt cung để mà farm thôi. Nói vậy thôi chứ giờ mình cũng đủ nguyên liệu rồi, không cần phải đi farm nữa. Bây giờ mình chỉ cần việc đi hả cày mastery trong mấy cái melee thôi. Rồi super human anh đã được 393 nè, bây giờ dời C3 để mình lên nó 400 nha. Let's go đi Phương ơi. Đâu nói chuyện cái này đúng không? Ê lộn hàng ơi, hàng ở giữa. Rồi tờ captain nói chuyện nè, tôi có thể đưa bạn tới C3 đúng không? Ok let's go. Rồi mình quay về C3 nè, bây giờ mình sẽ qua cái đảo cuối cùng của cái C3 này nha, là cái đảo gì hơn nè ta? Ok cao đi Phương ơi. Rồi đảo này farm mastery mới sướng nè. Rồi vô đi mấy đứa, mọi người chia ra một khu nha. Ok anh ơi. Rồi xin lâm rồi. Ba bên của em nè anh ơi. Ây da. Ui ôi chín chín luôn. Ui được á. Một cấp nữa thôi. Ui trời sáng luôn rồi. Rồi ít nè. Let's go 400 luôn. Vậy là mình chỉ còn thiếu thằng lông chảo thủ, thằng Sabo thôi đúng không? Đâu mình đủ hết mà. À mình còn thằng nữa, thằng electric, thằng móng vuốt điện. À anh nào đủ luôn rồi. Ủa móng vuốt điện đủ luôn rồi hả? Dần nào chưa đủ. Kater hết đủ rồi nè. Móng vuốt rồi nè. Siêu võ công cũng mới xong, lông chảo thủ cũng xong rồi, hắc cứu cửa xanh đi cũng xong rồi. Đúng rồi. Ủa giờ mình không còn thiếu gì đâu. Đúng rồi anh, giờ mình chỉ cần đi thức tỉnh thôi. Ừ nhờ. Ôi ok let's go đi thức tỉnh thôi. Let's go. Mình sắp trở thành vị thần võ thuật rồi đúng không? Đúng rồi anh. Qua đây anh ơi. Lấy của tụi mình ở đảo Gua. Đúng rồi anh. Vậy võ thuật này ông chống kỹ lắm anh. Chống kỹ quá vậy. Này nè, anh thấy cái hố ở đây không? Cái cửa. Khó nhìn không? Ủa tại sao ổng lại trốn trong cây này? Oh my god. Ổng dưới đáy xã hội mà. À cái là vậy. Dưới đây tu sĩ cổ xưa. Rồi làm sao? Bạn có muốn học kỹ thuật chiến đấu thằng diệt quyền hả? Ok, quả tên nghe hơi bị cầu kỳ rồi đó nha. Rồi 5 triệu nè, 5.000 miếng gạch nè. Học. Học thôi. Ôi trời ơi, có thông minh tay rồi. Let's go. Thằng diệt quyền hả? Chúng ta đã trở thành vị thần võ thuật rồi nhưng mà chưa đâu. Giờ mình sẽ đi farm lên 350 mastery để mình xem coi là mấy cái chiêu này như thế nào nha. Rồi giờ qua lại cái đảo khi nãy đi, farm cho nó nhanh. Rồi đấy. Let's go. Vào. Thôi, farm thôi. Ui, gót thu mình là nó đánh ra cái tia gì còn vòng luôn nè đúng không? Dạ đúng rồi anh. À, ok. Cũng có khác biệt á. Một đấm của gót thu mình là bao nhiêu ta? 2.000 hình như là yếu hơn của thằng Sabo thì phải. Tuy đấm thường thua Dragon Talon nhưng mà skill thì... Skill thì đam lại to hơn đúng không? Đúng rồi. Thôi, vị thần võ thực thì nó phải vậy chứ. Rồi ok, sắp có chiêu đầu tiên rồi nè. 125 vẫn chưa, 106 rồi. Ui dồi ôi, 128 luôn rồi nè. Rồi chúng ta có chiêu cuồng thú rồi nha. Bây giờ sao xem thử coi, test nha. Anh đánh hết đồ này rồi, ok. Rồi ok, hai con ngoài này đi ha. Rồi cuồng thú nè, đâu. Oh shit, anh thấy là anh có cái gì đó giống như gồng nậu lên nữa nha. Phóng lên phía trước nó đúng không? Đúng rồi anh. Rồi đúng rồi. Ôi, nó cũng khá giống như Superhuman ta nhưng mà nhìn hay hơn á nhờ. Nhìn ta đỉnh hơn nhiều, kiểu như là mình biến thành ảo ảnh, mình phong thân rồi mình đánh nhau vậy á. Oh shit, 3.000 cửa đam. Cái mastery cao thì đam nó mới to hơn nữa đúng không? Giờ cố farm lên lấy chiêu bạch ảnh kích đi. Chiếc chi còn thú này nó khá giống như Super Hồn nhưng anh cũng không bất ngờ lắm. Cái điều nó ngầu hơn không à? Đúng rồi, nó ngầu hơn. Shit, 46 rồi, thêm một bãi nữa. 49 rồi, thêm bãi nữa. Bên đây nè. Rồi 50, let's go, 23 luôn. Rồi chúng ta đâu có chiêu bạch ảnh kích. Đâu, test thử nha. Ui, cái gì đây. Cái đó là gồng anh. Ui, à chiêu này cũng khá là giống với chiêu ít của Superhuman nhưng mà nó ngầu hơn nhiều đúng không? Rồi, ok. Nó tới 2 dạng luôn anh, nó tới 2 dạng luôn. Dạng thứ 2 là như nào? Dạng thứ 2 dùng sao? Ít cái buông da luôn. À, mình không giữ ít đúng không? Cảnh thử bản rồi. Oh shit, ôi cái này mình có thể dùng để farm á, farm dễ hơn nhiều á. Chiêu cuồng thú này khó farm quá, chiêu cuồng thú này am với mục tiêu không à. Đây, đây, nó chỉ đánh vào mục tiêu rồi. Tiếp tục thôi. Đây. Chúng ta còn chưa lục thức nữa. Ôi, ui, xa thế nhờ. Rồi, 47 rồi nha. 3 level nữa thôi. Một level nữa thôi. Ê, không đủ đam à. Rồi, ok, 350 này, chúng ta đã có nhiều lục thức rồi. Lục thức là của thằng nào trong phim của anh ta? CP9 anh. CP9 đúng không? Rồi, ok, chúng ta đã trở thành vị thần võ thật rồi. Godhuman. Cái đây té nè. Chiêu sơi của Godhuman có 2 dạng đúng không anh? Lại 2 dạng à, ok. Rồi, chuẩn bị nè, lục thức. Vô. Oh shit, ui đúng là ngầu rồi, sao có 1.700 đam vậy? À, à nghĩa tới 21M là quá là cao rồi, chết tiệt. Đâu, nhân dữ là sao? Oh shit, nhân dữ là như vậy à. Chiêu này nó thành ra 5 chiêu rồi. Đúng rồi anh, 5 chiêu anh. Ôi 3.900 đam, chứ gần 4.000 đam ta. Vậy là mình phải farm lên tầm hơn 400 thì nó sẽ mạnh hơn nhiều á. Nhưng mà giữ chiêu thì nó sẽ ra bao nhiêu đam nha. Dạ, yeah, ok anh. Ôi, chiêu hồi lâu quá ta. Tại vì chiêu đó là mạnh nhất luôn anh. Ờ, thế là rồi, ok, vô.
Oh shit. Oh shit, 4.700 dam hả? Gì gần 5.000 dam rồi. Wow. Ê, thế thì cái có thu mình thì combo sao ta? Yes, sir, ít thường hết luôn anh nha. À, yes, sir, ít thường hết hả? Đúng rồi. Ok, yes, man. Trời. À, ok, đó. Hiểu cách dùng rồi đó, nhưng mà anh chưa có thần cho lắm, cho nên anh phải cần luyện thêm thôi. Nói chung là mình cũng đã đạt được thần diệt quyền lên 300 người PTQ full chiêu rồi. Anh nghĩ là chắc là mình cần cái gì đó để nghe thêm thôi. Giờ đi chào hỏi mấy anh boss nè, let's go. Chào hỏi anh Stone chứ, để cảm ơn anh vì cái mũ phi công. Đúng rồi, đây thôi. Đi thôi, let's go. Mấy đứa cầm gót thù mình ra chơi cho vui nha. Ok anh ơi. Bây giờ mình sẽ đếm 3, 2, 1, mình bấm Z vô nha. 4 người thôi cũng được rồi. Rồi, 2, 3, vô. Ôi. Ơi. Ờ quên em, quên Ali nhờ. Rồi. Ui khó nhìn quá ta. Ồ đây rồi, đây banh sát luôn. Rồi quá thâm gì đẹp nè. Đấy, bây giờ mình sẽ dùng chữ C nha, thay vì chữ Z nha. Rồi giữ nè, rồi chuẩn bị chưa? 2 3 vô. Ui chết gì đẹp rồi. Ok, giờ Z vô. Đấy. Ui anh bay lên trời luôn rồi. Oh my god, thì sai đi. Ôi, chỉ cầm gót thôi nha, đúng rồi. Dạ, chị làm, trời ơi, cho chị thở, từ từ thôi cho chị thở chứ. À, ok, anh đánh đi em. Rồi, từ từ thôi, để anh chơi game với mấy đứa ơi. Gần chết rồi kìa, đâu rồi, chế đâu rồi. Đây. Thôi, giờ mình qua gặp anh Kamiyak nè, thì mới dắt chứ. Đâu phải anh, lộn rồi, nói sai với tính là chị đã giận á. Chị giận là chị hết thương mình luôn á. 2, 3, vô. Ui ôi, rồi Z nè. Đúng rồi. Ui, anh ấy bị kẹt trên cây luôn nè. Rồi, phi tái thôi. Xíu nữa, thêm xíu nữa. Ok. Rồi ok, để anh. Rồi, chết trước nè. Rồi, rơi nè, rồi. Ôi, anh đã chết luôn rồi, anh chưa kịp ít nữa, oh my god. Ôi, tính ra có tụi mình chơi thích đó nha. Ok, giờ đúng còn chị nữa không ta? Chơi không anh? Rồi, đúng rồi, thêm một bạn nữa, rồi, 2, 3, vô. Ui, ôi. Thấy chưa, chỉ có mẹ bự là chịu nổi cái đống sát thương này thôi, rồi, vô. Trời, bánh đường lúng đầu xuống đất luôn. Đó, đã. Để xem nha, với cái lượng máu này mẹ có thể chịu nổi được 3 cái chiêu của anh không nha. Đầu tiên là Z trước nè, đúng không? Đúng rồi, Z, sir, rồi, Z. Z. Trời. Ê, mẹ đâu rồi? Mẹ đâu? Mẹ đi trong đây hả? Trời ơi. Rồi, chiêu Z nữa là mẹ đi luôn nè. Ấy giờ bọn chưa đi à? Ôi. Ôi đúng là mày bị lúc khác thôi, mày bị trâu quá. Ok, thế nào cũng phải đi thôi, chịu sao nổi vị thần võ thuật được, đúng rồi. Oh my god, cuối cùng thì mình cũng đã trở thành một vị thần võ thuật rồi các bạn ơi. Tại vì là mình đã thành thạo được tất cả loại võ thuật trong cái thế giới trái cây rồi. Nếu như còn cái loại võ công nào mình còn chưa học thì các bạn comment xuống phía dưới nha, chắc chắn là không còn cái nào đâu. Cho nên là các bạn hãy comment cho mình biết rằng là mình nên làm những cái gì trong những ngày tiếp theo trong thế giới trái cây nha. Chắc chắn là mình sẽ đọc và mình sẽ thực hiện theo thôi. Và nếu như bạn thích thế giới trái cây của mình thì đừng quên là giúp cho mình một like nha, bấm lên cái kênh nếu bạn là người mới và bấm vào cái chuông cái bên nữa. Mình đều ra video mới vào lúc 6 giờ chiều mỗi ngày. Bạn sẽ nhận được thông báo đầu tiên thôi. Còn bây giờ thì chúc các bạn có buổi tối tốt lành nha. Bye bye.